Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, phường Cốc Lếu thành phố Lào Cai vừa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho 18 đảng viên các chi bộ trực thuộc. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Trong số các đảng viên vinh dự được tặng huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ phường Cốc Lếu có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy Lào Cai Đỗ Trường Sơn trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đồng chí nhận huy hiệu Đảng. Đồng chí cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu, đóng góp công sức trí tuệ xây dựng đảng bộ thành phố và phường ngày càng trong sạch vững mạnh, là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Trong dịp này, đảng bộ huyện Bắc Hà có 20 đảng viên vinh dự được trao huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những công hiến, đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với công lao đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, công hiến, hy sinh và trưởng thành của đảng viên. Khi tuổi cao, các đồng chí luôn tích cực tham gia các hoạt động, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực, chung sức đồng lòng với Đảng bộ chính quyền huyện Bắc Hà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đây cũng là động lực để các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cho lớp đảng viên trẻ. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường nhân dịp khai giảng năm học mới, những ngày vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Bát Sát đã tổ chức phun hóa chất, chủ động khử khuẩn, tiêu độc, khử trùng các trường học trên địa bàn. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun tiêu độc khử trùng 61 điểm trường chính trên địa bàn với 38 kg hóa chất chloramin B. Ngoài ra, 12 lít hóa chất Fendona cũng được dùng phun cho 29 trường học có học sinh ở bán trú để diệt côn trùng phòng chống sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, sốt rét. Trung tâm cũng đã cấp 115 kg hóa chất chlorine cho 230 phân hiệu. Cử cán bộ y tế hướng dẫn các thầy cô giáo cách pha thuốc, lau rửa, vệ sinh trang thiết bị trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Sát cũng chỉ đạo các trường học tổ chức tổng dọn vệ sinh ở khuôn viên nhà trường, lau chùi lớp học, bàn ghế và khử khuẩn trang thiết bị, đồ dùng dạy học, chuẩn bị xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn nhằm đảm bảo môi trường thông thoáng sạch sẽ để học sinh vào khai giảng năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hỗ trợ hướng dẫn người dân đang sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, hội, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng này, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, VNPT Lào Cai đã cử cán bộ đến tận nhà người dân để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Đơn vị cũng thành lập các điểm giao dịch lưu động tại các khu vực công cộng để kịp thời hướng dẫn nhân dân khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, đối với các thuê bao chưa cài đặt hàng ngày đều có tin nhắn OTT gửi đến nhắc nhở người dân cài đặt ứng dụng. Với nhiều giải pháp đồng bộ như vậy, đến thời điểm này đã có gần 20.000 thuê bao di động sử dụng mạng VNPT cài đặt thành công ứng dụng Bluezone. Được các anh chị bên VNPT cũng có hướng dẫn về việc cài đặt Bluezone trong điện thoại để thứ nhất làm sao là theo dõi được cái diễn biến tình hình dịch bệnh, cái thứ hai để làm sao phòng ngừa được cái bệnh dịch này trong vòng bán kính 2 mét để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh. Thì tôi cảm thấy là cái việc cài đặt Bluezone này rất là quan trọng đối với mỗi người dân, và cũng như bản thân tôi thì tôi cũng vừa lấy cũng đã được hướng dẫn, thì tôi cũng đã cài đặt vào điện thoại và cũng làm theo đúng như các bước, và chúng tôi đã cài đặt trên điện thoại để ngăn chặn làm sao cho khỏi lây lan trong cộng đồng nhiều hơn.
không chỉ có các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà thời gian qua cũng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể hội ở cơ sở. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 8, thành phố Lào Cai đã thành lập 17 đội hình tình nguyện tại 17 xã, phường, thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân cài đặt sử dụng ứng dụng nCoV Bluezone trên điện thoại thông minh. Hiện nay thì vào mỗi buổi chiều, chúng tôi đều thành lập một đoàn và từ khoảng độ 5 đến 7 bạn đoàn viên thanh niên cùng với các tổ chức hội xuống từng chi bộ và có liên hệ trước với các bác bí thư chi bộ, các bác trưởng thôn. Và hiện nay đến thời điểm hiện tại thì cũng khoảng trên 60% nhân dân ở trong xã Cam Đường thì đã được cài đặt ứng dụng Bluezone. Và chúng tôi là tiến tới là đến kết thúc đợt cao điểm thì sẽ cố gắng là đạt trên 90%, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và triển khai hướng dẫn cài đặt Bluezone đến tất cả các bác. Với bản thân tôi thì tôi cũng được cài đặt và thấy được cái tính năng tác dụng của nó, là khi mà mình bị nhiễm bệnh hoặc là có một cái vấn đề gì đấy thì cũng từ cái chỗ này người ta cũng tự sẻ tìm một cách nhanh chóng, và tôi thấy rằng cái này nó có rất lợi ích cho tất cả mọi người dân ở đây cũng đều coi là hưởng ứng những cái phong trào này để coi là chúng ta cùng chung tay để coi là dập cái dịch COVID này. Theo ghi nhận thì tại địa bàn tỉnh đã có trên 464.000 người sử dụng điện thoại thông minh. Tính đến hết tháng 8, có trên 89.680 người sử dụng smartphone thực hiện cài đặt thành công ứng dụng Bluezone, đạt tỷ lệ 19,33%, đứng thứ 44 trên toàn quốc. Cái khó khăn lớn nhất thì thực sự là trên địa bàn thì rất nhiều người dùng cái điện thoại. Tuy nhiên là cái số người dùng mà có điện thoại smartphone thì cũng không lớn, trên tổng số dân thì cũng không lớn so với lại các tỉnh dưới xuôi. Đây là một cái cản trở rất là lớn. Chưa kể rằng là những cái điện thoại có cấu hình thấp thì việc cài đặt và sử dụng cái này là sẽ tương đối là khó khăn. Và cái này thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đang nỗ lực để làm sao để mà các cái smartphone đơn giản có thể là cài đặt được cái khẩu trang điện tử này. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone, tỉnh đang yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc nhân dân cài đặt nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, Lào Cai có sấp xỉ 119.000 gia đình văn hóa, đạt khoảng 78%. Vậy nhưng sau gần 5 năm thực hiện đề án số 08 của tỉnh ủy về phát triển văn hóa thể thao giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa của tỉnh đã được nâng lên 83%. Bên cạnh đó còn có 75% số thôn bản, tổ dân phố, 95% số cơ quan đơn vị và 80% số doanh nghiệp trên địa bàn cũng được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa, đúng với mục tiêu đã được đề ra trong đề án 08. Kết quả này còn khẳng định quyết tâm và sự thấm nhuần của Lào Cai về tư tưởng lấy văn hóa, lấy con người làm nền tảng xây dựng đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quý 4 của năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ chủ trì việc tập huấn, hướng dẫn rà soát, lập danh sách đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế người nghèo năm 2021. Mục đích là nhằm xác định được đối tượng chính sách bảo hiểm y tế và tình hình biến động của đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm y tế người nghèo trên địa bàn tỉnh, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Việc rà soát phải đảm bảo tính công bằng, khách quan trong thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, tính chính xác trong công tác mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng, đảm bảo cho việc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế người nghèo đúng thời gian quy định. Về đối tượng rà soát, bao gồm nhóm trong ngân sách nhà nước, đóng gồm những người thuộc hộ nghèo theo kết quả rà soát năm 2020, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc gia đình cận nghèo. Nhóm thứ hai là nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ, bao gồm những người thuộc hộ nghèo đa chiều, thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác theo kết quả điều tra năm 2020, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Những năm gần đây, cây quế mang lại giá trị cao là động lực để nông dân, nhiều địa phương chủ động mở rộng diện tích mà không cần đến sự hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề về nguồn gốc cây quế giống có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả kinh tế khi cây bắt đầu cho thu hoạch, tỉa từ năm thứ tư trở đi. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, việc sản xuất, quản lý và kiểm soát nguồn cây giống đang có nhiều khó khăn.
Nguyên nhân chính là nguồn hạt giống chủ yếu được tuyển chọn từ rừng, giống chuyển hóa và cây trội. Nguồn giống có chất lượng cao còn ít, chưa có hệ thống rừng giống. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn về lĩnh vực giống. Việc đầu tư cơ sở vật chất, nhân giống công nghệ cao chưa được chú trọng. Để đảm bảo về chất lượng cây quế giống, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống quế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng quế. Quế là loại cây trồng đa mục đích có giá trị kinh tế cao. Nếu trong một chu kỳ khoảng 15 năm, mỗi hecta quế có thể cho nông dân thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng. Trước hiệu quả kinh tế cũng như tiềm năng xuất khẩu lớn, tỉnh đã lựa chọn cây quế để ưu tiên phát triển, ban hành quy hoạch vùng trồng cây quế và hệ thống cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025 tại quyết định số 2952 ngày 7 tháng 9 năm 2015. Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Khương đã luôn chủ động ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn của huyện. Nguồn vốn này đã giúp không ít nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu hiệu quả. Nguồn vốn của Agribank huyện Mường Khương cũng đáp ứng kịp thời cho các chương trình đề án phát triển kinh tế của địa phương. Đây là diện tích hơn 7.000 m2 ao nuôi cá của gia đình ông Lê Khánh Tuân ở thôn trung tâm xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Từng kinh doanh một số nghề liên quan đến xây dựng, nhưng khi nhận thấy thị trường này gặp khó khăn, ông Tuân quyết định chuyển sang mô hình chăn nuôi thủy sản. Khi mới bắt tay vào làm, nguồn vốn hạn hẹp, được Agribank huyện Mường Khương tư vấn, ông Tuân đã mạnh dạn vay vốn để theo đuổi mô hình làm ăn mới. Thế nhưng với đồng vốn nhà tôi vay lớn thế này, thì đầu tư lớn thế này thì tất nhiên là cũng phải trải qua thời gian mới giả được. Như thế là cũng ngân hàng cũng rất là điều kiện để cho nông dân phát triển sản xuất và có một cái nguồn vốn ưu đãi như thế này. Tính đến thời điểm này, tổng mức dư nợ tín dụng của Agribank Mường Khương đạt 645 tỷ đồng với hơn 7.000 khách hàng. Đây là nguồn tín dụng hữu ích giúp không ít doanh nghiệp, hộ dân được bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình dự án phát triển nông thôn. Đặc biệt, Agribank Mường Khương đã quan tâm cho vay đối với các hộ nghèo để đầu tư cho sản xuất, phát triển kinh tế thông qua các tổ chức hội với dư nợ đạt 190 tỷ đồng với 2.500 khách hàng, 91 tổ vay vốn. Ngoài ra, Agribank Mường Khương cũng đã chủ động kịp thời bám sát các chương trình, đề án phát triển kinh tế của địa phương cũng như nhu cầu vốn của doanh nghiệp để cho vay. Song song cái việc mà công ty đầu tư nhà xưởng cũng như là vốn lưu động hàng năm ấy, thì trong suốt một cái hành trình 20 năm ấy, thì cái việc mà phát triển công ty cũng gắn liền với lại phát triển vùng nguyên liệu ấy, là cũng gắn liền với lại cái nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp. Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì nguồn vốn ngân hàng là cực kỳ hữu ích, giúp cho các hộ nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở các huyện nghèo như Mường Khương có thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất. Thứ nhất là đảm bảo cái tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như là tăng trưởng nguồn vốn để bà con nhân dân, tăng trưởng đầu tư tín dụng để bà con nhân dân có điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư chăn nuôi trồng trọt và nuôi trồng thủy sản để đảm bảo làm sao bà con nhân dân cái tham gia tích cực vào cũng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và tạo điều kiện cho bà con nhân dân có cái nguồn thu ổn định với lãi suất được ưu đãi của chính phủ. Chủ động bám sát chương trình đề án phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn tới, Agribank Mường Khương đã và sẽ tiếp tục kịp thời đáp ứng nguồn lực cho các chương trình đề án phát triển kinh tế của huyện, nhất là với các chương trình đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những năm đầu thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, vừa qua lãnh đạo huyện Bảo Thắng, các phòng ban chuyên môn đã trực tiếp đến thăm nắm, khảo sát tình hình sản xuất và đời sống của bà con nhân dân các thôn vùng cao Phìn Giàng, xã Phong Liên và thôn Cốc Bục, xã Xuân Quang. Đây là hai thôn nằm ở địa hình đồi núi cao, cách xa trung tâm xã, 100% đồng bào là dân tộc Mông, đời sống từng gặp nhiều khó khăn. Với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương, những năm gần đây hai thôn Phìn Giàng và Cốc Bục đã có sự thay đổi tích cực. Đường bê tông và điện lưới quốc gia được đầu tư về tới tận thôn. Qua đó đã giúp cho bà con nhân dân có điều kiện để mở rộng mô hình sản xuất chăn nuôi, được thăm khám sức khỏe thường xuyên, con em được đi học thuận lợi, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Tại các thôn đến thăm nắm, kiểm tra, lãnh đạo huyện Bảo Thắng yêu cầu Đảng ủy, chính quyền địa phương hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất để bà con phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó là phát huy lợi thế về khí hậu, đất đai, chuyển đổi giống cây trồng năng suất cao vào thâm canh, hình thành vùng sản xuất rau, quả, cây dược liệu, chăn nuôi trồng rừng.
thường xuyên duy tu bảo dưỡng các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông thuận lợi. Qua việc kiểm tra khảo sát tình hình thực tế là điều kiện để Đảng bộ chính quyền huyện Bảo Thắng có định hướng chỉ đạo phát triển các khu vực còn khó khăn của địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.